Chào mọi người nhá. Mình hôm nay nhận được một chiếc cạc, mình đã tháo ra để đo đạc kiểm tra nãy giờ rồi mọi người ạ. Nó là một chiếc cạc của FSI RX560 mọi người ạ. Với cái lỗi của nó là hiện tại có đủ nhưng mà mất nguồn GPU. Còn hiện tượng mà khách báo cho mình ấy, thì mình sẽ cho mọi người tham khảo nhá. Đâu này, để mình xem khách báo cho mình. Đây, hiện tượng của nó như thế này mọi người ạ. Khách đây gửi cho mình một chiếc cạc HIT 570, mình đã xử lý xong, dùng mấy ngày hôm nay ok mọi người ạ. Đây tình trạng của mọi người này. Em gửi bác con 560, bác xem giúp em nhé. Tình trạng em mua về cắm máy thì lên, cài driver thì luôn, quạt không quay nữa, khởi động lại thì không nhận nữa, la lá còn HIT. Em hơi tò mò tí con HIT bệnh gì, bác sửa xong thì có cái con HIT này của bạn ấy là bị lỗi một cái đường mở nguồn các bạn nhé. Và bạn hỏi mình là dùng nguồn bao nhiêu ok, thì cái dòng này thì các bạn nó không có nguồn phụ luôn mọi người ạ, chắc tầm khoảng độ 300W thì ok. Còn con HIT kia là RX thì mọi người lên chơi nguồn từ khoảng 500W trở lên nhé. Con này ấy, mình sẽ cho mọi người tham khảo xem cái mức nguồn của nó, cái mức nguồn của nó như này mọi người ạ. Video này mình sẽ chia sẻ luôn nhé, một con này mình khá ít gặp nên là mình cũng chưa biết là mình có sửa nó không, không sơ đồ đâu. Mọi người có thể tìm hiểu của nó nhưng nó không có sơ đồ đâu. Thì con này mình sửa dựa trên kinh nghiệm thôi mọi người ạ. Mọi người chờ mình chút, mình phải lau cái keo tản nhiệt nhá. Thì mình nhận từ lúc mình nhận hàng nhá, thì xong đi tháo ra xong ấy, thì ngoài việc keo tản nhiệt của chip này, không biết là khách hay là người bán còn gắn cả keo tản nhiệt của bế giam nữa. Qua nhịp tem ấy, thì mình thấy cũng qua khá nhiều đơn vị bán hàng rồi. Gần nhất chắc là cửa hàng Đại Phúc Computer này, bán cho bác ấy. Nhưng mình thấy tem từ 23 cơ, có khi chả phải đâu. Khách chắc mua lại của người sử dụng luôn mọi người ạ. Khách gửi cho mình hẳn hộp Xâm Nhung Hàn Quốc mọi người ạ. Đây có tem của Thùy Linh. Và mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì trước đây mình đoán chỗ này là có cháy lổ mọi người ạ. Cháy lổ so với là người thợ người ta đã sửa chữa và người ta đã hàn một con R00, tức là điện trở không ôm. Không ôm này không có nghĩa là nó là vô giá trị và mọi người có thể câu dây đồng nhé. Thì không ôm này ấy, thì nó có một cái mức công suất nhất định đối với con điện trở này. Và nếu như câu dây đồng thì mọi người câu mạnh thôi thì mình nghĩ là cũng ok. Nhưng mà có điện trở khẩu zin thì mọi người lên thay zin. Cái con điện trở không ôm này ấy, nó sẽ điều khiển cái nguồn fan này. Và khi mà nó bị chập fan hay làm sao ấy, thì cái mạch này nó sẽ đứt ra. Đấy, hoặc là chập tụ phía sau thì nó sẽ đứt ra để bảo vệ mọi người nhé. Thường thường thì mình thấy người ta hay lắp con 2R2, nhưng mà mình nghĩ không ôm mình cũng ok, không sao đâu. Miễn sao khi nó có trách nhiệm, vai trò của nó giống như một cái dây dẫn thôi. Để khi mà một cái cầu trì khi mà quá tải hoặc bị chập thì nó sẽ tách đứt con điện trở ra mọi người nhé. Nhưng đây mình thấy còn bị lổ mạch mọi người này, mạch lổ mạch phía dưới này. Nhưng mà đường fan thôi, nó cũng không ảnh hưởng đến GPU. Thì video này mình nhận hàng ấy, mình ghi miệng mình đo thì lúc đầu quạt nó không quay và nó ăn 0.14A. Mình sẽ đo mức nguồn cho mọi người xem nhé. Nó cũng gần giống như cái con RX570 thôi. Nó sẽ có nguồn 1.8 này. 1.8 ok này. Nguồn ra mọi người nhé. Nguồn ra 1.53 này. Nguồn 0.9 này. 0.9 thì có 0.88. Cũng tạm được mọi người ạ. Và nó đang mất nguồn VDDCI 0V. Và nguồn VCO cũng 0V mọi người nhé. Video này thì mình sẽ chia sẻ cái bệnh nó luôn nhé cho các bạn thợ. Các bạn đã gặp chưa nhé? Mình cũng chưa gặp đâu. Con này mình sửa không nhiều. Nhưng mình đo nhé. Con này là RT8880C. Thông thường ở đây nó sẽ rơi vào khoảng độ không phải mấy vôn thôi. Nhưng nó đang bị tăng áp lên tận 10V mọi người ạ. Nên là mình sẽ thay linh kiện để xem cái đường ấy nó có về chuẩn và nó có xuất áp không. Mình đang nghi ngờ lỗi ở cái đường đấy.
Mình sẽ kiểm nhận cho mọi người tham khảo thử nhá. Mình thay con nhận trở đây mọi người này. Đó, thay con nhận trở này nhá. Mọi người có thể gặp giống bệnh như mình mà nhưng mà mọi người thay chưa chắc đã được không nhá. Mình kiểm nhận này mọi người này. Mọi người chờ chút kiểm nhận. Mình kiểm nhận nhá. Điện áp ăn đến tận 0,73A. Và mình lấy mát này. Lấy mát ở đây đi. Chỗ vừa nãy mình đo là 10V mọi người ạ. Thì bây giờ nó còn 1,06V thôi. 1,06V. Và VCO vừa mất. Thì bây giờ đo VCO ở đâu được nhỉ? VD có nguồn 0,9. Đây 0,91 này mọi người này. Với nguồn VCO ở đây cũng 0,91 luôn mọi người ạ. Như vậy là hai cái nguồn đây đều 0,91. Đây mình sẽ đo nhá, nó sẽ khác nhau nhá. Chỗ này không phải, đây 0,92 nhỉ mọi người này. Trong ba cái cuộn to này nhá, vừa mình đo ở cuộn nhỏ này, ba cái cuộn to này mọi người này, nó cũng 0,92 luôn mọi người ạ. Như vậy là hiện tại thì mình đã xử lý xong cái mức nguồn của nó rồi. Bây giờ thì cho vào máy và test xem nó có ok không, để xem mà có công sửa chữa chưa mọi người ạ. Như vừa nãy mình khóa nóng rồi nó chạy mọi người ạ, bây giờ nó lại không chạy nữa rồi mọi người ạ. Sau khi mình vệ sinh mình lau cho mát nó lại về 0,13A rồi. Như vậy là không phải lỗi cái con điện trở này rồi mọi người ạ. Con điện trở này thì mình đã lưu lại chỉ số rồi, mình thay một con nhưng mà không phải nó. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái đường khác nhé. Như vậy là có hết nguồn nhưng mà nó đang lỗi con này. Đúng vậy nha mọi người ạ. Sau khi dùng camera nhiệt thì mình phát hiện ra một pha đã bị dò mọi người ạ. Và mình đã thay thế một con MOSFET. Thì như vậy là một MOSFET đã bị lão hóa, mình thay thế ở đây con này. Nhưng mà vẫn phải kiểm tra thêm mọi người ạ. Như vậy là cũng ghê đấy chứ. Một MOSFET nó lão hóa mà nó lại không chạy nữa. Bây giờ mình sẽ phải đo xung mọi người nhá. Sau thay cái MOSFET này mình sẽ đo xung thử xem xung nó chạy như nào. Mình thì vớ được cái máy nhận sóng mọi người ạ. Máy nhận sóng nhưng lại chạy qua màn hình của PC. Nên là mình sẽ thử đo xung xem là xung của các pha ra như nào, có ok không. Mình kiểm nhận nhá, đang ăn 0,74A nhá. Xung này. Có xung này, một pha mình vừa thay này. Các pha khác này. Pha bên trên này. Pha trên cùng này, như vậy cũng ok đấy chứ. Đo thử chân G của MOSFET trên nhá. Chân G MOSFET trên kênh 1 này. Kênh 2 này. Kênh 2 này. Kênh 3 này. Cũng ok đấy chứ mọi người. Kênh MOSFET dưới này. Kênh 3 này. Kênh 2 này. Kênh 1 này. Ok đấy mọi người ạ. Thôi, gắn vào main test thử cho mọi người ạ. Vừa nãy nó phát hiện ra một con MOSFET bị lão hóa, nó già. Con này mọi người này, nó già dẫn đến là nó ngắt nguồn VCO ấy mọi người ạ. Còn chỗ này vẫn lỗi mọi người nhá. Vậy mình đo ấy, nó vẫn lỗi đấy. Giờ mình vẫn phải thay con nhận trở là đúng. Đôi khi con nhận trở nó làm sai cái tần số hoạt động của IC đi. Thôi bây giờ lắp lại test mọi người ạ. Vừa test không lên hình mà. Ngại cắm ra cắm vào nên là mình phải kích nguồn luôn ở ngoài này. Chưa bật nguồn. Bật nguồn. Quạt nó chả quay gì mọi người ạ. Hơi nhích nhẹ thôi. Bây giờ mới quay nha mọi người này. Tít này. Như vậy là lên hình. Mất hình rồi. Đây. Nó bút nhanh cho mọi người ạ. Nó vào luôn. Hay mình test luôn cho mọi người nhỉ. Mình test luôn bằng cái này xem có ok không nhá. Vừa nãy mình cắm vào bên kia nó không xuất hình, nhớ lại phải tháo ra kiểm tra. Lại thấy nó mất VCO. Nhưng mà sau khi sờ tay thì thấy nó nóng bất thường, hơi bất thường. Thế là quay ra là mình
mình quay ra là mình làm lại cái kiểm tra lại thì thấy như vậy, chết một con MOSFET, chết kiểu chết giò mọi người ạ. May có cam nghiệt nên là tìm nó cũng dễ. Trời. À cũng bình thường, cũng ok, chả sao. Nó nhận driver luôn nó sao mọi người này. Mình cắm hai màn nhá. Thông thường con nó không chuyên nhận driver, nó sẽ xuất màn này, xong nhận driver nó lại bắn ngược sang màn này. Mặc dù card on nó vẫn xuất, lúc đầu nó vẫn xuất đấy, nó nhận luôn rồi mọi người này. Bền mắc luôn nhé mọi người nhé, bền mắc luôn cho nóng. 4 GB à, cũng ghê gớm ấy chứ. Nó cũng ghê gớm ấy chứ mọi người, nó là 4 GB ấy, không phải là là ra ngoài nó có hai phiên bản, một phiên bản là 2 GB, một phiên bản là 4 GB. Rồi, hy vọng là nó ok để cho mình còn có chút công sửa chữa, hì hục ngồi làm lại không được việc gì mọi người ạ. Mấy bữa nay mình làm hai con Zotac, một con 1660, một con 1060. Thì con 1660 thì nó lổ mạch ghê quá, nên là khách bảo thôi anh đừng sửa con đấy nữa, em không không sửa nữa, mặc dù khách gửi cho mình. Còn con 1060 thì nó cứ chạy một lúc nó tắt, mình làm mãi mọi người ạ, cũng không ra bệnh nhưng cũng phải trả khách. Đang test rồi mọi người nhá, bắt đầu vào green này, à bắt đầu vào test này, nhiệt 60, quạt quay quay êm êm ấy, 62 độ rồi, sang phân cảnh thứ hai. Mình chiếc bên này của một bạn khách gửi cho mình cũng lâu rồi mà mình vẫn chưa biết là có phải của bạn hay không, nhưng mà gần đây hai vị khách kia thì đã lấy được mail rồi nên là con này khả năng cao của bạn đấy, nhưng mà mình đang để trôi tin nhắn, mình sẽ tìm lại. Nhân tiện là bạn khách có chiếc bên này, có chiếc bên này H81DS2V mọi người này, có 8 pin CPU này đấy. Bạn khách chủ của chiếc bên này thì bạn hãy nhắn tin lại cho mình nhé, để mình sẽ gửi lại bạn chiếc bên này. Khả năng 90% là của bạn ấy rồi, nhưng mà bạn ấy nhắn cho mình từ tháng trước cơ, hay là chắc phải tầm tháng trước mọi người ạ, tức tầm khoảng tháng 6. Bạn ấy gửi cho mình rất lâu rồi, sau ấy bạn ấy mới nhắn tin cho mình, là lý do là không biết là bạn ấy đi đâu ấy mọi người ạ. Nhưng bạn ấy nhắn tin cho mình, bạn ấy bảo là nhưng mà lúc ấy mình có tới 3 con main rất giống nhau mà không biết là con nào của ai và ai, thế là mình không không gửi được lại cho bạn ấy. Mình xác định hết thì cuối cùng là hai bạn kia, thì xong thời gian sau thì bạn nhắn tin cho bạn ấy ok là đúng là bên của bạn rồi, thì cái con còn lại này khả năng cao là của khách khách lúc mà nhắn tin cho mình ấy chỉ báo là mình có khách có H81 thôi, sau thì gửi cho mình là nó không lên gì, nhưng mà cũng không gửi cho mình mã đơn, cũng không gửi cho mình mã đơn, hay là cũng cũng bẵng một thời gian sau mới gửi cơ. Nếu mà gửi ngay ấy, thì có khi là mình sẽ biết là của bạn ấy ngay, nhưng mà từ lúc mà khách báo mình là bên hỏng sau đến lúc khách gửi nó cũng loanh quanh độ vài tuần hay sao ấy. Đây bây giờ mình giữ con này của bạn ấy cũng lâu rồi đấy, cũng khoảng 2 3 tháng rồi đấy, nhưng mà mình sợ là sợ nhầm sang của người khác mọi người ạ. Cái quy quy định quy quy tự mình tự quy định nhá, là hàng của khách nếu mà gửi cho mình ở trong vòng khách không nói năng gì trong vòng 1 năm, nếu mà hết 1 năm thì mình sẽ thanh ý mọi người ạ, chứ nếu mà để 1 năm mà khách không lấy thì nhà mình nó sẽ rất là chật và rất là nhiều đồ, kể cả hỏng kể cả sống thì mình cũng sẽ để đấy trong vòng 1 năm mọi người nhé. Hiện tại thì con này mình cứ dùng để test cạc thôi, mà nó cũng chạy ok rồi mọi người này, nó cũng chạy hết được 17 phân cảnh ngon lành nghe rồi. Như vậy khả năng cao mình đã có công để sửa chữa con này rồi mọi người ạ. Được 1060 điểm ở phân độ phân giải là 1080 Extreme mọi người nhé. Mo Polyester 11 4 GB. Còn có chữ 3 phim gì mọi người này.
Ok, mình sẽ kết thúc video sửa chữa lại đây. Mình đã sửa thành công một chiếc MSI AERO RX560 với cái lỗi của nó là mất nguồn vê co. Cắm vào thì khách khách báo là cắm vào không lên gì mọi người ạ. À, cắm vào cài driver thì sập. Ừ, cũng có khi thế thật mọi người ạ. Có khi cái pha nó nóng bất thường quá ấy. Khi mà con driver bắt đầu nó hoạt động mạnh lên thì bắt đầu nó sập mọi người nhé. Và cái nhận trở tần số của nó, quyết định tần số của nó bị hỏng nữa. Thôi mình sẽ kết thúc video lại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của LiveBC. Vị khách có chiếc bên H81DS2V thì hãy nhắn tin cho mình để mình sẽ gửi lại bên nhé. Mình đã xác định 90% là bên của bạn rồi đấy. Nếu mà bạn ấy có gì đấy chứng minh được con này thì mình sẽ trả bạn ấy ngay từ lúc đầu cơ. Nhưng bạn ấy không chứng minh được, bạn ấy cứ gói bạn ấy gửi cho mình không thôi. Tên bạn ấy không ghi mà đơn hàng bạn ấy cũng không nhớ. Nên là rất là khó. Thôi chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày vui.